Giả Tịnh Văn, Ngô Bội Từ và dàn mỹ nhân Cbiz gả hào môn, người bị bạo hành, kẻ chấp nhận làm máy đẻ. Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân của mỹ nhân Hoa ngữ nhận được rất nhiều sự quan tâm. Đằng sau sự hào nhoáng bởi vật chất xa xỉ, người phụ nữ đã phải trải qua bao sóng gió, chịu vô số tuổi hờn nhưng vẫn không có được một danh phận mà bản thân hằng mong ước. Cùng điểm lại vài gương mặt sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để gả vào hào môn. Giả Tịnh Văn bước ra từ bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký huyền thoại năm 2003, Giả Tịnh Văn được mệnh danh là nàng triệu mẫn xinh đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ, luôn mang đến cho khán giả cảm giác tươi trẻ yêu đời. Nhưng ít ai biết cuộc sống hôn nhân đằng sau nét tinh nghịch ấy lại khiến khán giả xót xa. Khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp năm 2005, Giả Tịnh Văn đã khiến cả giới giải trí dậy sóng khi tuyên bố mang thai và hạ sinh một bé gái. Phải đến nửa năm sau đó, người đẹp mới chính thức công bố cha của đứa bé. Nhân vật máu mặt này chẳng phải ai khác mà lại là chàng thiếu gia giàu có Tôn Chí Hạo. Giả Tịnh Văn quyết định lên xe hoa, gả vào nhà hào môn thế gia trước bao ánh mắt ngờ vực dè biểu, nhưng bản thân cô vẫn một mực hy vọng vào tương lai hạnh phúc. Tuy nhiên, chuyện làm dâu nhà giàu không dễ dàng đến vậy. Mẹ chồng nữ diễn viên thường xuyên lấy lý do cô ăn cơm trước kẽn để làm khó, đối xử lạnh nhạt. Thậm chí là bà đã yêu cầu Giả Tịnh Văn phải đưa con gái đi xét nghiệm ADN để chứng minh huyết thống. Mặt khác, sau khi kết hôn chưa lâu thì thiếu gia phong lưu lại vướng vào loạt lùm xùm ngoại tình với nhiều cô gái trẻ. Đến năm thứ tư của cuộc hôn nhân, thiếu gia họ Tôn thậm chí còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chính vợ của mình. Năm 2010, Giả Tịnh Văn phát hiện chồng đã lén đưa con gái đi nước ngoài rồi cắt đứt liên lạc với cô. Lý do duy nhất khiến nàng quận chúa triệu mẫn và cố gắng nhẫn nhịn bao năm là vì con gái. Vậy mà Tôn Chí Hạo lại định cướp mất đứa con duy nhất của cô. Điều này đã gây cú sốc lớn cho người đẹp họ Giả. Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể mở họp báo để tố chồng và phơi bày hết sự khắc nghiệt cùng tủi nhục khi làm dâu nhà giàu. Đến tháng 7 năm 2010, nữ diễn viên và người chồng đại gia Tôn Chí Hạo chính thức ly hôn, chấm dứt 4 năm chung sống sau bao ồn ào. Lương Lạc Thi. Năm 2008, Lương Lạc Thi nhận được vai chính đầu tay trong bom tấn Xác Ướp Ai Cập 3. Cơ hội hợp tác với nhiều tên tuổi hàng đầu trong một bộ phim Hollywood đình đám giúp tiền đồ của Lương Lạc Thi rộng mở. Tuy vậy, nàng chiến binh mạnh mẽ, kiên cường trong bộ phim Xác Ướp Ai Cập 3 lại có cuộc đời vô cùng sóng gió. Năm 2008, Lương Lạc Thi gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Lý Trạch Dài, con trai thứ hai của tỷ phú khét tiếng Lý Gia Thành trong một bữa tiệc. Chỉ một năm sau đó, Lương Lạc Thi thông báo rút khỏi giới giải trí trong lúc sự nghiệp đang thịnh vượng nhất để theo doanh nhân họ Lý ra nước ngoài sinh sống. Trở thành bạn gái của Lý Trạch Dài, mỹ nhân họ Lương có cuộc sống sung túc không bao giờ phải bận tâm đến cơm áo gạo tiền. Cô được ở trong biệt thự hạng sang tại San Francisco, hàng ngày có 5 vệ sĩ, 4 người vú nuôi và một trợ lý riêng phục vụ. Tuy vậy, dù đã sinh liền ba cậu con trai cho Lý Trạch Dài, nhưng nữ diễn viên vẫn không được gia tộc họ Lý chấp nhận làm con dâu. Suốt nhiều năm, cô vẫn không có danh phận gì ngoài cái mác người tình của thiếu gia. Để bước chân vào nhà họ Lý, Lương Lạc Thi đã sử dụng thuốc kích trứng để cố mang bầu. Chính điều này đã khiến cho hai cậu con trai sinh đôi của người đẹp khi vừa ra đời đã bị bại não. Lúc Lý Trạch Dài biết được sự thật đã vô cùng tức giận, đây cũng là dấu chấm hết cho cuộc tình vốn tưởng đẹp đẽ này. Cuối cùng vào tháng 2 năm 2011, khi hai con trai sinh đôi mới được hơn nửa tuổi, Lương Lạc Thi đã tuyên bố chia tay với Lý Trạch Dài. Giấc mộng gả vào nhà giàu cũng từ đó mà tan biến. Ngô Bội Từ. Ngô Bội Từ sinh năm 1978, cô mang trong mình hai dòng máu Trung Quốc-Mỹ. Người đẹp từng thuộc top người mẫu hàng đầu Đài Loan khoảng những năm 2000. Mỹ nhân họ Ngô từng bị ví là máy đẻ khi liên tục sinh 4 con cho đại gia, nhưng lại nhận về cái kết đắng. Ngô Bội Từ và đại gia Kỷ Hữu Ba bên nhau từ năm 2011. Cùng năm đó, Ngô Bội Từ quyết định rút lui khỏi làng giải trí để chuẩn bị làm dâu hào môn. Khi ấy, Kỷ Hữu Ba nổi tiếng giàu có, anh kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, nhà hàng, khách sạn, casino. Thế nên bên cạnh đại gia không bao giờ thiếu ong bướm vây quanh. Trong thời gian nữ người mẫu mang thai bé thứ hai, đại gia họ Kỷ vướng tin đồn cặp kè với những người đẹp khác. Tuy nhiên, Ngô Bội Từ lại lựa chọn bỏ ngoài tai những lời đồn đoán và còn lên tiếng bên vực người đàn ông của mình. Sau khi sinh con gái cho Kỷ Hiểu Ba, người đẹp đã được bạn trai tặng hẳn cho một ngôi biệt thự nhìn ra biển tại Hồng Kông. Và khi cậu con trai út ra đời, thì nàng cựu siêu mẫu ngay lập tức nhận được 4 tỷ nhân dân tệ trong tài khoản. Có thể nói, người chồng hờ này chưa từng bạc đãi cô. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến Ngô Bội Từ đau lòng là cô trước sau vẫn chưa từng có được một đám cưới chính thức. Có nguồn tin cho biết, đại gia họ Kỷ từng thẳng thắn chia sẻ, con có thể sinh nhưng kết hôn thì không có khả năng. Đến tháng 11 năm 2018, thông tin đại gia Kỷ Hữu Ba vỡ nợ với số tiền 820 triệu đô la Mỹ đã tràn lan trên khắp các mặt báo. Bạn trai của Ngô Bội Từ bị đe dọa tính mạng, phải chạy đi khắp nơi để trốn nợ. Ngô Bội Từ khi đó cùng ba người con và em bé trong bụng cũng bị yêu cầu rời khỏi khách sạn sang trọng.
Theo trang tin tức Sohu tháng 4 năm 2021, cuộc sống của năm mẹ con Ngô Bội Từ gặp nhiều khó khăn sau khi bạn trai đại gia vỡ nợ. Hai căn hộ cao cấp trị giá 45 triệu đô do nữ người mẫu đứng tên cũng phải đem đi thế chấp để thanh toán số nợ khổng lồ của bạn trai và có tiền chăm lo cho bốn người con.